Chào hết mọi người. Hôm nay bếp cha bếp chay kỳ duyên ngộ của mình sẽ hướng dẫn mọi người một món ăn chay tiếp theo nữa là mình chế cái món bột chiên này giống như là chả cá vậy đó. Đây là khâu chuẩn bị. Đây là bột chiên giòn. Bột chiên giòn để chiên mọi thứ. Mình sẽ chuẩn bị một ít đậu cô que, củ đỏ, cà chua và hành lá. Đây là khâu chuẩn bị. Chúng ta sẽ cắt củ đỏ. Đậu cua que mình cũng cắt nhuyễn ra. Sẽ cho hỗn hợp vô một cái tô bột. Đây là cà chua, mình cũng sẽ cho một ít cà chua, trái nhỏ cũng được, cũng không cần nhiều, tại vì hôm nay mình sử dụng bột ít, mình chỉ làm đủ hai người ăn thôi. Và đây là hành, hành lá. Rồi mình sẽ cho hạt nêm, nửa muỗng hạt nêm. Muỗng bột ngọt. Ở trong cái món chiên này á, mình nêm nếm mình không cần phải để đường. Mình chỉ để bột nêm và bột ngọt để mình dặn lại thôi. Và đây là nước lọc. Khi chúng ta cho nước lọc vào cái tô bột á, thì chúng ta sẽ độ chừng cho nó vừa. Chúng ta khuấy đều, nếu mà nó hơi đặc quá thì mình sẽ thêm nước. Còn nếu nó vừa thì thôi khỏi. Mình thấy đồ trộn của mình nó hơi nhiều cho nên mình sẽ cho thêm một miếng bột nữa, khoảng một muỗng nữa. Như vậy là cái bột chiên giòn của mình ngày hôm nay mình sẽ làm khoảng nửa bịch và tiếp tục cho nước vào. Mình sẽ khuấy cho nó đều nha, sẽ khuấy bột và rau củ cho nó thật là đều. Và đây là đậu hũ tươi, mình đang chiên cho nó hơi dai lại, mình sẽ cho một ít đậu hũ tươi vào trong bột nữa. Bởi vì có thể là chúng ta thêm chả nấm bào ngư hoặc là hem, bổ ích vô, nhưng mà hôm nay mình sẽ cho đậu hũ. Ít thôi. Bởi vì trong đây nó có rau củ quả rất là đầy đủ, cho nên đậu hũ mình chỉ thêm một ít thôi, không cần nhiều. Mình cũng sẽ làm cho đậu hũ nó nhừ ra. Mình trộn rau củ cho nó đều lại. Rồi, khi mình đã trộn tất cả những cái nguyên liệu nó đều lên hết thì mình sẽ cho cái chảo dầu nóng lên và chiên. Mình sẽ chế biến thành một món chả chay, chả cá chay chiên. Bởi vì mình đang chay thì trong đây rau củ này nó sẽ là món dinh dưỡng rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên trong bữa cơm gia đình thỉnh thoảng mọi người nên chế biến cái món này, cũng rất là dễ làm, mình làm thấy rất là đơn giản phải không các bạn? Rồi mình sẽ đợi chảo nóng để chiên nha.
Rồi mình chuẩn bị cái chảo dầu cho nóng. Mình sẽ cho đồ chiên vô. Mình chuẩn bị cái dĩa rau củ. Đây cũng là một trong những món đồ chay chiên dành cho người ăn chay. Rau củ quả đậu hũ làm thành một cái món cá chả chiên chiên giòn chay rất là bổ dưỡng. Nồi vàng mình trở về lại nha. Wow, chả bề là rất là ngon. Rất là hấp dẫn. Cái món cá chả chiên chay này á, có thể mình sẽ làm trong bữa tiệc của gia đình hay hoặc là đám giỗ. Hoặc là có bạn bè người thân gì tới thì mình cũng chuẩn bị được cái món chả chiên này rất là ngon để đãi cho mọi người cùng thưởng thức. Khi nó vàng lên nhìn thấy nó rất là hấp dẫn. Mà mình chiên cho nó đủ độ vàng á thì nó sẽ giòn, nó ngon hơn. Rồi như vậy là chả nó đã vàng, nó vàng rộm tới, rất là ngon. Mình để một chút cho nó ráo dầu rồi mình hãy vớt ra. Tiếp tục cho cái mới vào. Giờ mình đã chuẩn bị sẵn một cái dĩa rau củ quả nữa. Khi chúng ta chiên cho nó đủ độ giòn đó, cái miếng chả của mình ăn nó rất là ngon. Nó giòn rụm. Về cái dĩa để mình trang trí. Yeah.
Rồi. Cái dĩa chả chay chiên của mình đã xong. Nó rất là ngon và hấp dẫn. Phải không mọi người? Nó đầy đủ rau củ quả ở trong đây. Mình có thể dùng với ăn cùng với cơm, cùng với bún. Dùng bánh mì cũng được, cũng ngon. Một món ăn nó vừa đơn giản, bổ dưỡng và thuần khiết. Rất là dễ làm nữa. Chúc mọi người ngon miệng, mời mọi người thưởng thức nha. Xin mọi người hãy làm những cái món ăn chay đơn giản cho gia đình mình để cùng nhau thưởng thức một bữa ăn đơn giản, thuần khiết, thanh tịnh. Nguyện cầu cho thế giới bình an, hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, bệnh dịch qua mau, A Di Đà Phật.